Xin chào tất cả các bạn nha. Mình Trần Tất Sung TV VN đây. Thì hôm nay mình sẽ phát biểu về kỳ nghỉ hè của mình nha các bạn. Thì các bạn cũng biết là mình lâu rồi không ra clip nào đúng không? Thì mình xin lỗi các bạn nha. Bởi vì do một số công việc ở nhà á, cho nên mình không thể ra đều clip cho các bạn xem được. Các bạn thông cảm, mong các bạn thông cảm cho tôi. Bây giờ đi thẳng vào phát biểu thôi. Về xã hội thì mình thấy mình càng ngày càng tệ. Mình nói chung là rất là tệ trong kỳ nghỉ hè lần này. Còn về đi chơi vui, nói tóm lại là vui chơi với du lịch đi, là mình cảm thấy rất là buồn, buồn thảm khốc. Cứ nói chung là buồn khốc liệt đi. Đó, mình thấy mọi người được đi du lịch đầy đủ, cũng như rủ nhau đi chơi nữa. Người ta đi chơi ở mầm, đi ngoài đường đi chơi ấy đầy. Còn mình á, đều bằng không. Có nghĩa là đi chơi với du lịch mình đều trở về con số 0 hết. Mình cũng có dự định á, là mình sẽ về Lâm Đồng chơi cùng với gia đình. Nhưng hy vọng này đã vụt tắt. Mục đích của việc này là để quay cho các bạn xem cái nơi mà tôi được sinh ra ấy, cũng như quay về khu vực đường băng tải ở bên Lâm Đồng ấy. Ngày xưa tôi cũng hay đi chơi dạo dạo ở khu vực đường băng tải thuộc nhà máy bauxit bên Lâm Đồng ấy, nơi mình sinh ra là ở đó. Tôi nói thật, hy vọng này đã vụt tắt. Và còn nữa là nhà mình cũng có dự định là sẽ về Bắc luôn. Tuy nhiên vẫn vụt tắt. Tôi rất là buồn, cũng như là thảm. Tôi cực kỳ thảm. Cho nên tôi mặt mũi tôi không còn để ra clip cho các bạn xem được. Cho nên mong mọi người bỏ qua giúp tôi. Nguyên nhân của cái việc này á, là do nhà bận rất là nhiều việc, cộng với việc dàn chanh dây ở vườn nhà mình á bị sụp đổ nữa, do gió bão nữa. Với lại hiện giờ nước ta lại đón nhận cơn bão số 1 rồi các bạn ạ. Là bão Talim. Nó đang tiến về phía miền Bắc đó. Mà còn nữa là mình cũng đang định đi dạo ở khu vực thôn mình á, nhưng do thời tiết xấu á nên tôi không có rảnh. Với lại rất là buồn, do tôi không đủ tự tin á nên nói cũng hơi lâu các bạn ạ. Mình cũng là một con người vô dụng thôi. Do đó việc đi chơi á hay là du lịch đối với tôi cũng rất là khó. Nếu đi được cùng với gia đình á thì tôi chỉ đi được có 1-2 lần thôi. Tôi cũng có một lần tôi được đi Đà Lạt á, rất là vui, cộng với lại dì của tôi nữa. Nhưng sau này á tôi không còn dì nào nữa. Các bạn cũng đừng tiêu cực với mình như thế. Vì
tiêu cực ấy cũng không có tốt đẹp gì đâu. Mà về gia đình mình á thì cũng rất là bình thường thôi. Nói chung là ăn ở nhà ngồi chơi vòng quanh quanh ở nhà thôi. Còn với tôi á, trong quá trình nghỉ hè, ngoài việc tôi không được đi chơi cũng không được du lịch ra, thì tôi chỉ còn cách này là ở nhà toàn chơi game Call of Duty Mobile Việt Nam. Một cái trò chơi mà tôi dễ chơi nhất từ trước đến giờ. Cho nên á, ai muốn rủ tôi chơi cùng á thì các bạn cứ nhập tên Call of Duty của mình á. Tên Call of Duty của mình là Trần Sung 2007. Cái đó á có dấu nhưng phải viết liền các bạn ạ. Chứ Call of Duty á nó không cho cách đâu. Rồi, quay trở lại với phần phát biểu này. Tôi thấy tôi rất là tệ. Với lại team thôn mình á nó còn bận rộn nữa. Với lại không có rảnh cho nên không tổ chức đi chơi được. Cho nên mong các bạn thông cảm cho tôi. Chứ thực tế nếu được tổ chức đi chơi như bình thường á, như ngày xưa hoặc là năm ngoái thì tôi rất là mừng vì tôi có cơ hội để làm clip review ở một số khu, cứ coi như là review địa phương đi, thì cho các bạn xem đó. Về chấm điểm cho mùa hè này thì mình tôi không muốn nói là gì, nhưng mình sẽ cho điểm mà kỳ nghỉ hè á, mình sẽ đánh giá là 1/10 cho các bạn. 1/10. Tôi tuyên bố luôn là 1/10. Không có thay đổi gì hết á. Còn về về hy vọng trong kỳ nghỉ hè lần sau là sẽ không còn tình trạng như thế này nữa. Và tôi cũng xin hứa với các bạn luôn là mình sẽ cố dành nhiều thời gian để làm clip cho các bạn xem, cũng như là tăng cường phối hợp với bạn bè của mình đi chơi xa, cũng như đi sang nhà bạn chơi á, cộng với du lịch. Mục đích của việc này á cũng là để làm clip cho các bạn xem luôn. Các bạn thông cảm cho tôi. Bởi vì hè cứ như thế này thì tôi không bao giờ yên ổn được. Và trái tim của tôi á cũng đã tan vỡ rồi. Mình xin lỗi các bạn rất nhiều. Còn tại sao mình phải gỡ kể chuyện ma quỷ nhập tràng ấy, tôi quên mất chương rồi. Bởi vì cái chương đó hơi lỗi, cho nên có gì mình sẽ đăng lại các bạn ạ. Thì thôi, buổi phát biểu đến đây là kết thúc. Mình sẽ xin tuyên bố là kỳ nghỉ hè này cho điểm 1/10 nha các bạn. Nếu mà hè mà giống như năm ngoái hoặc là ngày xưa thì tôi có thể cho 9/10 hoặc 10/10 được. Video này á không mang tính chất chê bai gì cả. Đó chỉ là tôi để chia sẻ cho các bạn về kỳ nghỉ hè của mình. Chứ các bạn đừng tiêu cực gì với mình nha. Hè này mình đã buồn thì chớ, còn các bạn còn tiêu cực với mình chán lắm. Được thôi, clip của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy clip hay thì đừng quên cho mình một like, một share và một lượt đăng ký để ủng hộ cho mình. Và đồng thời ấn chuông thông báo để nhận video mới nhất từ Trần Tất Sung TV VN nha. Nếu các bạn
có trải nghiệm về kỳ nghỉ hè này trong thời gian qua như thế nào á thì các bạn cứ comment cho mình ở phần bình luận nha các bạn. Bye bye tất cả các bạn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.